Dạ, em kính chào quý cô bác anh chị đã quay lại với kênh Đỗ Thanh Nhà Đất Bình Phước. Hôm nay em tiếp tục giới thiệu cho cả nhà mình một mảnh đất vườn, trong đó là có 1 héc cao su và 5 sào điều kèm một căn nhà với tổng diện tích là 15.000 m². Và trên cái mảnh đất em muốn giới thiệu tới quý cô bác anh chị mình là đã có 150 m mặt tiền đường đất và có 200 m thổ cư nha quý cô bác anh chị mình. Dạ thì hiện tại là em đang đứng ngay trên cái mặt tiền lộ nhựa dẫn vào trong cái mảnh vườn em muốn giới thiệu với cả nhà mình, là kèm một căn nhà cấp 4 và 1 héc cao su 5 sào điều như em vừa mới nói cho quý cô bác anh chị mình tham khảo nha. Thì hiện tại là em đang đứng ở ngay cái ngã ba khu trung tâm buôn bán tấp nập. Ở đây là đường nhựa 6 m, hành lang lộ giới là 9 m nha quý cô bác anh chị mình. Ở đây đường này là xe lớn xe nhỏ đi vào được hết ha. Khu dân cư xung quanh thì là đông đúc nha. Quán xá thì là tấp nập xung quanh luôn, có cả nhà yến luôn ạ. Và thì như em đã ban đầu em giới thiệu tới quý cô bác anh chị mình, cái mảnh vườn em muốn giới thiệu với cả nhà mình là cách đường DT759V là hơn 3 km nha. Và mình chạy theo thẳng con đường này là sẽ tới cái lô đất em giới thiệu với cả nhà mình. Thì đây em sẽ đang cầm cái quyển sổ photo của chủ nhà đưa cho trên tay của em nè. Cái địa chỉ của miếng đất em muốn giới thiệu với cả nhà mình là nằm tại ấp 5, xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước, với tổng diện tích là 15.000 m² và đất sử dụng trồng cây lâu năm là 14.800, còn mình có đất thổ cư là 200 m² đây nha quý cô bác anh chị mình ha. Còn cái hình sổ của mình là cực kỳ đẹp luôn. Dạ đây, hình sổ của mình là được 150 m là đường đất nha quý cô bác anh chị mình ha. Ở trên cái miếng đất thì em cũng như em đã trình bày rồi, là gồm có một căn nhà đầy đủ 3 phòng ngủ, 1 phòng khách và 1 phòng để cho mình ngồi ăn uống, gồm có 2 cái giếng, 1 giếng khoan và 1 giếng đào. Đó thì bây giờ quý cô bác anh chị mình cùng đi theo chân em vào trong cái mảnh đất em muốn giới thiệu với cả nhà mình nha. Thì trong cái quá trình xem, quý cô bác anh chị ai thiện chí thì xin liên hệ với em qua số điện thoại là 032 9393 717. Đây cũng là số điện thoại và số Zalo của em nha. Và trong cái con đường mà em đi vào ấy, em cũng mong quý cô bác anh chị mình có thể ủng hộ em bằng một nốt like hoặc một nốt đăng ký nha. Bây giờ cả nhà cùng theo chân em đi vào cái ngôi nhà em giới thiệu với cả nhà mình nha. Vào trong lô đất này em đang giới thiệu đến quý cô bác anh chị mình nha. Con đường của mình ở đây là có tiêm đường lộ giới là 6 m nha quý chị. Thì trong cái con đường này thì cái đường nó hơi khó đi tí xíu, thì em sẽ tạm ngưng để vào trong lô đất để giới thiệu cho quý anh chị mình xem nha. Thì từ ở ngoài đường lộ nhựa mình vào trong lô đất đó, chỉ có khoảng là 150 m thôi quý chị. Ở đây thì khu dân cư cũng rất là đông, dạ thì hiện tại em đã vào cái căn nhà em muốn giới thiệu với cả nhà mình là nằm tại ấp 5, xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước, với tổng diện tích là 15.000 m² và có 200 m thổ cư nha quý cô bác anh chị mình. Chủ bán giá với giá mong muốn là 3.400.000.000 nha. Thì hiện tại bây giờ em sẽ chỉ ranh giới đầu đuôi của cái căn nhà kèm 1 héc cao su và 5 sào điều cho quý cô bác anh chị mình tham khảo ha. Đây là cái mặt tiền đường đất như ban đầu em giới thiệu với cả nhà mình là 150 m nha. Đó, và cái hành lang tiêm đường ở đây là 6 m nha quý cô bác anh chị mình. Đường này là đường thông và có kế hoạch là sẽ mở đường vào đầu sang năm ha. Thì bây giờ là cái ranh giới đầu tiên em sẽ chỉ cho quý cô bác anh chị mình tham khảo nha. Dạ, từ đây
Đây là cái cột gỗ này cả nhà mình. Từ đây chạy thẳng xuống phía bên kia là sẽ bao quát hết cái lô cao su này, là đầy đủ diện tích của mình là 15.000 m², 15.000, đúng là 15.000 m², hay còn gọi là 1,5 ha. Đó. Và cái miếng đất của mình có ưu thế là mặt tiền cực kỳ nhiều với 150 m đường đất. Thì ở đây là cao su xung quanh này cả nhà mình. Đây ha, em sẽ đi cái lô cao su trước và tí nữa em sẽ đi vào trong ngôi nhà em quay cho quý cô bác anh chị mình xem. Lô cao su này mới cạo mặt A thôi nha cả nhà mình nha. Đó. Mới cạo mặt A thôi ha. Và sẽ bọc theo cái ranh giới của mình. Mình nhìn theo cái bụi le màu xanh đó cả nhà mình. Từ đó bọc bọc theo và kèm một căn nhà đây. Một căn nhà được cực kỳ rộng rãi và đẹp luôn. Em sẽ đi vào trong nhà, em quay sơ cho quý cô bác anh chị mình xem nha. Còn sổ thì hình sổ là chủ nhà giao cho mình cầm nên là cực kỳ đẹp luôn nha. Dạ đây, đây là căn nhà của mình ha. Em sẽ đi vào em quay cho quý cô bác anh chị mình xem. Nhà chị ở rất chi là sạch sẽ luôn. Đó, nhà bao rộng và sạch sẽ luôn cả nhà mình. Đây ha. Dạ thì cái ngôi nhà em muốn giới thiệu với cả nhà mình là giá 3,4 tỷ nha. Mọi thông tin chi tiết quý cô bác anh chị mình xin liên hệ với em qua số điện thoại là 032 9393 717. Nhà cực kỳ sạch luôn. Chị vừa lau xong tao vứt. Nhà cực kỳ rộng rãi và đẹp luôn ha. Bây giờ em sẽ đi ra ngoài vườn, em quay cho quý cô bác anh chị mình tham khảo nha. Bây giờ thì em sẽ đi dọc cái mặt tiền 150 m này cho quý cô bác anh chị mình xem nha. Và chạy thẳng vào trong đây là mình vẫn đang quản hộ gia đình và nhiều người dân ở trong đây nhé cả nhà mình nha. Đường điện này là đường điện nhà nước tự kéo nhé cả nhà mình ha. Đến đầu sang năm mà con đường này mà mở rộng lên là nhà nước sẽ chôn trụ điện lớn xuống đây cho mình luôn. Đây, nói chung là cái lô đất của mình là cực kỳ đẹp luôn. Đó, cao su thì mới cạo mặt A thôi, có nghĩa là mới cạo năm thứ tư thôi. Nên là đang còn rất nhiều để cho mình được sử dụng nữa. Và hình sổ thì cực kỳ đẹp luôn. Đó. Và một bên ngắn nhất của bên cái sổ của mình á, một bên ngắn nhất là 60 mấy m nha cả nhà mình ha. Đó, em đang quay này. Nhưng mà có cái này em phải nói là điều năm nay là cho chủ nhà thu nhé cả nhà mình nha. Dạ thì trong cái quá trình em quay cái ngôi nhà kèm 1 hectare cao su và 5 sào điều với tổng diện tích là 15.000 m², có 200 m thổ cư thì em cũng mong quý cô bác anh chị ủng hộ và đóng góp em nha. Và mọi thông tin chi tiết cả nhà kết bạn Zalo với em để mình được xem, được gặp trực tiếp chủ và thương lượng về giá cả luôn nha. Đó, cái này là đất ở trong mình là do diện tích nó rộng đó cả nhà mình. Còn đây là đi vào xuống đây vẫn có hộ gia đình ở nữa nha. Đây cả nhà mình, có nghĩa là nhà cách nhà vẫn có, do diện tích nó rộng thì hai cái bên đất đai nó rộng vậy thôi. Còn em đã đi tới cái ranh giới cuối cùng cho quý cô bác anh chị mình xem này. Đây nha cả nhà mình, tới cái bụi le nó bao quát vào cái vườn điều này. Bây giờ em sẽ quay sơ cái vườn điều cho quý cô bác anh chị mình xem ha. Và giáp cái vườn điều của mình á, là tới cái vườn cao su ở dưới phía đuôi với hết ranh giới đất của mình nha. Cái này là phù hợp cho quý cô bác anh chị em mình đầu tư hoặc mua làm của ha. Tại vì với bây giờ với cái tổng diện tích mà được 150 m mặt tiền là cực kỳ hiếm rồi nha quý cô bác anh chị mình. Đặc biệt là đã có đăng ký được 200 m thổ cư ha.
đây thì do là để điều trên cỏ vẫn hơi tốt là sẽ ảnh hưởng đến cái tầm quan sát của quý cô bác anh chị mình nha. Từ đây chạy sang cái lô cao su ở cả nhà, lúc đó mới hết cái ranh giới đất của mình nha. Còn bao quát từ đây, bọc từ đây qua cái lô cao su, cứ chạm tới lô cao su với hết ranh giới đất của mình. Còn bây giờ là em đang đi thực tế trong cái vườn điều 5-6 điều ha. Em sẽ đi bọc từ cái vườn điều này qua cái vườn cao su cho cả nhà mình cùng xem nha. Đất nè, đất đen pha sỏi nha cả nhà mình. Lâu lâu nó cũng có cục đá cũng bự bự đấy. Đây, đó. Đây là em đang đi sau cái đuôi vườn của mình nha cả nhà mình. Và trên cái đất của mình là còn có kèm một cái ao nuôi cá nữa nha. Cả nhà cùng chịu khó theo em để mình quan sát cái mảnh vườn cho nó được kỹ càng nha. Em sẽ cố gắng quay kỹ hết chi tiết trong cái mảnh đất của mình gồm có những cái gì luôn ha. Đây nha quý cô bác anh chị mình, có nghĩa là trên cái mảnh đất của mình là sẽ kèm cái ao này luôn ha. Đó, từ cái bờ ao này bọc sang bên cái chỗ trồng mấy cây dừa đó cả nhà mình là bọc sang đây bơ luôn nha. Còn cái đuôi của mình là giáp cái vườn cao su đó, cứ chạy thẳng cả nhà mình quan sát là rõ đúng không ạ. Cái ao này là thuộc nằm trong cái diện tích đất của mình luôn. Và đây là trên cái mảnh đất của mình dẫn sang cái lô cao su kế bên của mình. Dạ thì hiện tại là em đang giới thiệu tới quý cô bác anh chị mình lô đất nằm tại ấp 5 xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước với tổng diện tích là 15.000 m², trong đó kèm một căn nhà 200 m² thổ cư, 1 hectare cao su và 5-6 điều. Chủ bán với giá mong muốn là 400 triệu nha quý cô bác anh chị mình. Thì nãy giờ em cũng đi đầu đuôi ranh giới của cái lô đất mà em muốn giới thiệu tới quý cô bác anh chị mình. Cái lô đất của em giới thiệu với cả nhà mình ấy, cách cái mặt tiền lộ nhựa chỉ rơi vào 150 m thôi nhé cả nhà mình ha. Còn như ban đầu em đứng là ngay cái chỗ khu trung tâm buôn bán tấp nập là cực kỳ đông đúc luôn ha. Còn ranh giới ở đây là rõ ràng nhé cả nhà mình. Lô kế bên là lô của hàng xóm ha. Còn lô của mình đây này, từ đây ranh giới chạy thẳng lại đó. Rồi chú chó chú theo em chú cắn hòa lên. Dạ đây ha, thì em cũng xin phép quay sơ lược thế này cho quý cô bác anh chị mình tham khảo. Thì mọi thông tin chi tiết quý cô bác anh chị em mình có thể liên hệ với em qua số điện thoại là 032 9393 717. Đây cũng là số điện thoại và số Zalo của em nha. Thì cái này là giá của chị mong muốn đưa ra. Và tất cả đất đai của bọn em quay cho quý cô bác anh chị mình tham khảo đã được test qua khu vực là không tranh chấp và không bị quy hoạch ha. Còn về vấn đề sổ sách hay là quý cô bác anh chị cần bọn em hỗ trợ gì thì alo bọn em, tại vì bọn em có kết hợp với tất cả các anh địa chính của từng xã nên là sẽ đảm bảo được cái sổ sách và ranh giới đất đai cho mình nha. Thì đến đây em cũng xin phép tạm dừng video tại đây. Cảm ơn quý cô bác anh chị đã theo dõi và ủng hộ em trong thời gian qua. Và em cũng mong cả nhà có thể ủng hộ và đóng góp em nhiều hơn. Còn ai địa chỉ với lô đất này thì xin liên hệ với em để mình được mua với giá thực tế và gặp trực tiếp chủ nha.